Hi, hello, xin chào bà con, cô chú, anh chị em và các bạn. Một món ăn thường ngày ta có thể lúc nào cũng nấu ăn rất là ngon cả nhà ơi. Hôm nay Thanh Hà chia sẻ các bạn món xôi sắn mà gia đình thường hay nấu ăn. Cái này thì mỗi khi cuối tuần hay là dịp nấu ăn sáng là ta đều có thể làm được rồi cả nhà. Không cứ thì ngày phải Tết lễ nha cả nhà. Ăn rất là ngon mà nó vừa đơn giản, dễ ăn, đặc biệt là ngon miệng cả nhà ơi. Với cái sắn tàu Thanh Hà mua ở châu Á, bán trong cái túi ni lông thì nó bọc vỏ sắn, vỏ người ta lấy ra rồi cả nhà. Cái loại đông đá mình mang về. Đây, hôm nay Thanh Hà muốn chia sẻ với các bạn là có 500g gạo lếp. Thì các bạn cũng tùy nấu gạo lếp nào cũng ok cả nhé. Và đây là bịch sắn tàu, cũng 500g sắn tàu cả nhà. Thì một đặc biệt này thì các bạn nhiều ít thì nhiều khi nấu lên thì đôi khi xôi thì ít ăn mà thích ăn sắn nhiều hơn cả nhà. Bây giờ sắn này mình cắt cái khúc của nó cũng vừa ra thôi. Nếu mà phần to này thì mình có thể chia làm đôi và chia làm 4 tiếp cả nhà nhé. Trong cái bịch này nó có 500g nên là Thanh Hà cũng nấu cả luôn đi cả nhà. Đó, mình cắt chia ra làm 3, làm 4, làm đôi, nếu nhỏ thì tùy. Đây là sắn mình đã cắt xong. Thế bây giờ là phần gạo này mình sẽ đi vo gạo này. Và đặc biệt là cái nước gạo này mình sẽ ngâm vào trong sắn, bột trong cái sắn này qua đêm cả nhà nhé. Thanh Hà sẽ ngâm qua đêm và sáng hôm sau là dậy nấu. Thì có 40 phút sau là đã có các bạn 40-45 phút là đã có nồi sắn xôi sắn cho cả nhà ăn sáng, thật tuyệt vời luôn. Trong khi ngâm cái sắn này thì mình sẽ cho thêm vào trong này là lửa thìa cà phê muối nữa. Mình hãy ngâm bằng cái nước vo gạo như thế này thì để cho nó tẩy ra hết những cái gọi là cái chát cũng như là cái chất độc của sắn như cả nhà. Và đây là sáng hôm sau, sau khi mình ngâm được 8-9 tiếng qua đêm. Thì bây giờ mình sẽ rửa sạch nước đi cả nhà, xả nước lạnh rửa sạch đi nhé. Sắn cũng như là gạo lếp các bạn vo lại cho mình. Khi đã vo đi vo lại sạch cái nước đi rồi thì mình sẽ cho nó vào trong cái, mình đổ nó cái rổ dốc như thế này. Và bây giờ là xong được rồi thì ta cho vào đây khoảng 2/3 thìa cà phê muối. Chỗ này có 500g gạo thế nhưng mà đi với lại sắn nữa thành thử là 2/3 thìa cà phê như cả nhà. Thì bây giờ Thanh Hà có cái chỗ hấp như thế này bởi vì cái đáy nó hơi rộng. Nếu mà mình vỗ vào thì gạo nó sẽ lọt xuống dưới bởi vì có cái miếng mà để lót, để đồ xôi bán đấy cả nhà. Bây giờ gạo vào xong ấy, mình để dốc nước và vo cho vào đây chút muối rồi thì mình sẽ cho vào trong này. Phải có chút muối nhé cả nhà. Khi nồi nước sôi rồi ta đặt lên đây mình đồ. Nó vào khoảng 40-45 phút thì là sôi rèn dẻo cả nhà. Đây là với cách gạo mình nước ngâm nước hơi ấm thôi, không phải nước nóng hẳn nhé, nước ấm, hơi ấm và qua đêm. Khi mình không có thời gian, mình muốn làm sáng dậy có ăn thì mình ngâm lâu thì mình ngâm nước hơi ấm cả nhà để qua đêm. Bây giờ là mình sẽ đồ trong khoảng 40-45 phút là sôi sẽ được. Trong thời gian mình đồ sôi như thế này thì bây giờ nó có khoảng 2-3 thìa cà phê, 3 thìa ăn dầu. Thì mình sẽ cho cái hành lá vào đây mình phi, mình xào lên. Các bạn có thể cho tí tẹo muối vào đây cho cái hành nó giữ được màu xanh nhé. Đầu thìa cà phê thôi, chút xíu thôi. Đấy, mình xào cho cái hành nó chín đi, đồng thời nó vẫn giữ được cái màu, nó phải màu xanh như này, nó bị tái đi đấy cả nhà. Sôi lên chừng một chút xí xíu là được, ta sẽ lại gạt cái hành ra đây. Và lúc này là sôi cũng bắt đầu được rồi cả nhà. Cả nhà nhìn là sáng ra mà có nồi xôi sắn này ăn có ngon không cả nhà, tuyệt vời luôn. Mình sẽ đảo sới lên một chút. Và vẫn để cái bếp nó giảm lửa đi cả nhà nhé. Lúc này sắn đã bở. Sắn này thì bở và dẻo cả nhà, ăn rất ngon. Ở cửa hàng châu Á bán đồ đông đá các bạn có thể mua về. Hoặc ở ngoài ra ở cửa hàng thổ mình thấy cũng bán nhưng mà loại còn cả vỏ ấy, cả nhà tươi ấy. Châu Á cũng bán đồ tươi thì các bạn tùy các bạn mua. Đây Thanh Hà hay mua cái loại đông đá rồi nhưng mà chính những cái loại này thì cái miếng sắn rất là ngon cả nhà. Vì bởi đã được gọi như là tuyển chọn rồi mới đóng vào túi. Thế bây giờ cái hành phi ta sẽ rắc lên đây mới dậy dầu thế này.
Thì để cho trong cái xôi này, hôm nay món này là xôi mình làm chay nhé. Mình không cho thịt với lạp xưởng vào đây, mình sẽ làm video khác để chia sẻ các bạn cái cách đó. Khi nó vào đây thì để ăn miếng xôi nó béo béo, ngậy ngậy, bùi bùi cả nhà ơi. Đấy, mình sới lên một chút thì cho cái dầu nó ngấm xuống cái xôi. Và đồng thời xong xôi mình vẫn là để thêm khoảng 5 phút nữa để mình tắt. Đó, cả nhà thấy ngon không? Thế bây giờ ngoài ra thì ta có thêm chút đậu phộng mình rang lên. Đó, mình có thêm chút đậu phộng nữa mình rắc lên trên này, thấy không ạ? Cả nhà thấy cái bắt mắt hấp dẫn không? Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Xôi dẻo, chín trong rất là gì cả nhà. Nhất là cái sắn cũng thế. Ăn miếng nha, cắn miếng sắn. Rất là ngon dẻo cả nhà ơi. Thật là tuyệt vời. Wow, thấy có ngon không ạ? Ok, một lần nữa Thanh Hà xin thành cảm ơn các bạn đã con coi video của Thanh Hà.